Lý do vì sao vợ chồng sống với nhau, người thì hạnh phúc, kẻ thì đau khổ. Có cặp vợ chồng nọ sống với nhau không hạnh phúc và luôn luôn xảy ra cãi vã. Người vợ tần tảo sớm hôm nhưng chồng lại không chí thú làm ăn. Chỉ vất vả dành dụm được bao nhiêu tiền đều bị chồng đem vào xới bạc hoặc uống rượu hết. Con cái cũng không thèm ngó ngàng. Không ít lần vợ chồng cãi vã, chị còn bị chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay vì lắm điều. Nghĩ thấy phận mình quá bạc, nhìn sang hàng xóm, có người sống hạnh phúc, được chồng yêu chiều mà chị thấy nản lòng. Một ngày nọ, sau trận cãi vã và bị chồng đánh chửi thậm tệ, người vợ cảm thấy mình không còn đủ sức chịu đựng, liền ra sông định tự tử. Tới bờ sông chảy xiết, chị đã toan nhảy xuống đó thì bỗng nhiên gặp một bà lão đi qua. Bà lão thấy vậy ngăn chị lại và hỏi han sự tình. Nghe chị kể lại câu chuyện buồn của mình, bà lão bảo chị đi theo mình về nhà. Nhà bà ở gần đó và bà bảo chị hãy nhìn vào chiếc gương tròn. Đó là chiếc gương thần kỳ giúp người ta bớt đi nỗi sầu nhân thế. Nghe lời bà lão, chị nhìn vào. Trong chiếc gương dần hiện lên một khung cảnh đô thị náo nhiệt thời xưa. Ở đó có một vị quan đang đi vi hành, tình cờ gặp một thiếu nữ cũng con nhà quan nhưng chẳng may cha mẹ mất sớm. Tiểu thư vóc dáng mảnh mai xinh đẹp, vị quan trẻ tuổi đã đem lòng yêu thương, bèn ngỏ ý muốn rước về làm vợ. Đôi bên tâm đầu ý hợp, chung sống rất hạnh phúc. Nhưng rồi vị quan trẻ được trên điều động đi xa để lo việc nước. Quan có thể nhờ người khác đi thay, nhưng đây là cơ hội để thăng tiến nên ông đã vội vã nhận lời. Phu nhân trẻ tuổi buồn bã chia tay chồng, dặn dò sớm ngày trở về. Đừng để thiếp vo vỏ chờ mong. Quan gật đầu rồi vội lên đường, nhưng trong lòng hăm hở quyết tâm lập công còn mau thăng tiến. Người vợ trẻ ở nhà hôm sau biết mình đã thụ thai nên rất vui mừng, nhưng lại buồn vì không có phu quân bên cạnh. Ngày tháng dần trôi, nàng vò vỏ chờ mong nhưng phu quân vẫn biệt vô âm tín. Rồi tới lúc nàng sắp sinh thì chẳng may gặp đại họa. Thiên tai lũ lụt xảy ra khắp trấn, khiến thiếu phụ phải bỏ cả dinh thự để chạy thoát thân. Đến lúc gặp dòng nước xiết, phu nhân không thể gắng sức nữa thì gặp một bà lão tốt bụng cứu lên thuyền. Tại đây nàng đau đớn vật vã để sinh ra đứa con đầu lòng. Trong tâm cô vừa run sợ vừa trách cứ phu quân vô tình, chỉ màng tới công danh địa vị mà bỏ vợ dại con thơ khổ sở như vậy. Rồi chẳng may thuyền của họ va phải tảng đá và chìm dần. Thiếu phụ ôm chặt con vào lòng đau xót, cô biết mình sắp phải từ giã cõi đời. Trước khi nhắm mắt, cô vẫn không thôi trách cứ phu quân rằng kiếp sau nếu có gặp lại cô sẽ phải đòi món nợ này. Người vợ nhìn dòng nước xiết cuốn trôi thiếu phụ mới sinh và đứa trẻ vừa lọt lòng mà cảm thấy thương xót vô cùng. Cô hỏi bà lão mình vừa chứng kiến cảnh tượng gì vậy? Bà lão mỉm cười và đáp rằng đó chính là kiếp trước của vợ chồng cô. Người vợ bị chết thảm trong dòng nước xiết khi vừa sinh con xong chính là tiền kiếp của chồng cô. Còn cô là vị quan ham danh lợi mà bỏ bê vợ trẻ ở nhà. Nghe xong, người vợ lặng đi một lát. Cô hiểu rằng kiếp này mình phải trả cái nợ kiếp trước cho chồng. Cô đã không còn oán trách và hận chồng nữa. Cô chào bà lão đi về. Trong tâm cô tự nhủ mình cần nhẫn nhịn kiếp này để trả món nợ cho chồng. Thay vì trách cứ, cô sẽ yêu thương chồng hơn, cũng là để trả lại cái nợ đời trước và cũng vì bản thân cô. Kiếp sau, cô sẽ thoát hết nợ nần mà không còn khổ sở như giờ nữa. Thân bằng quyến thuộc đều do tứ nhân tương tụ.
Tứ nhân tức là trả nợ, đòi nợ, trả ơn và báo oán. Bất luận chúng ta thọ bao nhiêu cái oan ức, không những không được oán hận, ngược lại phải sám hối cho nghiệp chướng của mình, tội nghiệp của quá khứ nay phải trả. Nếu đem lòng oán hận, làm sao không tạo thêm nghiệp mới? Chúng sinh oan oan tương báo, đến bao giờ mới hết? Nếu biết lấy ân, báo oán, thì oán liền tiêu trừ. Sự lựa chọn của mỗi người chính là xuất phát từ lý trí mà ra. Nói thế có nghĩa là chúng ta có tiền duyên với nhau. Nhưng chính ở kiếp này, tiền duyên đó có được gắn kết thành một chữ nợ bền lâu hay không, chính là nhờ ở chính chúng ta. Trong hơn 7 tỷ người trên hành tinh này, có một người sẽ cùng chúng ta gắn kết cả đời, sinh con đẻ cái, hưởng vinh nhục, chia sẻ buồn vui. Đó hiển nhiên là một trong những phúc phần mà tạo hóa đã ban cho con người. Nhìn nhận và bồi dưỡng thế nào để chữ nợ đó thực sự mang đến cho chúng ta niềm an lạc trong cuộc sống mới chính là những gì mà mỗi chúng ta cần học hỏi suốt đời. Vì sao có một số phụ nữ thường phàn nàn về người chồng của mình? Người phụ nữ từ thời khắc được gả làm vợ của một người đàn ông thì sẽ đem toàn tâm thân giao phó cho người đàn ông này. Sau khi kết hôn, họ một mực yêu thương gia đình và chăm sóc chồng con. Nhưng có những người cả đời không nhận được một câu động viên khích lệ của người chồng. Thậm chí có người còn bị chồng không quan tâm, coi trọng. Thế là họ sinh ra bực bội, than vãn và phàn nàn về người chồng của mình. Nhưng xét về nhân quả thì đây là do kiếp trước người vợ đã thiếu nợ người chồng ở kiếp này của mình. Người vợ đã bao giờ từng nghĩ tại sao mình không lấy người này, người kia mà lại lấy chồng mình bây giờ? Đó là bởi vì người vợ thiếu nợ người chồng nên kiếp này được gả cho người chồng hiện tại để trả nợ. Nếu như không thiếu nợ thì sẽ không đến, không có duyên thì sẽ không tụ. Có người phụ nữ lại nói, tôi không nợ chồng tôi thứ gì cả bởi vì chồng tôi đối xử rất tốt với tôi. Nhưng điều này cũng là bởi vì người chồng ở kiếp trước đã nợ người vợ của mình. Không có nợ thì sẽ không tạo thành một gia đình. Có những người đàn ông chỉ mong muốn lấy được người vợ đó mà chấp nhận làm hết công việc từ chăm sóc gia đình đến nuôi dưỡng con cái. Đây chẳng phải là vì thiếu nợ sao? Chỉ là trong xã hội, đa phần chúng ta chứng kiến thì đều phụ nữ thiếu nợ đàn ông mà thôi. Có người phụ nữ lại than rằng, tại sao tôi lại lấy được một người chồng vô dụng như vậy, làm gì cũng không thành. Người phụ nữ kiểu này đi đâu cũng chỉ trích người chồng của mình là vô dụng, không làm được việc gì thành cả. Việc kiếm sống toàn là do bản thân mình đảm nhiệm, nhưng kỳ thực, đó là bởi vì ở kiếp trước, người đàn ông này đã vì người vợ mà dốc hết sức mình. Cho nên ở kiếp này, người vợ phải đền bù tổn thất đó cho người chồng. Đây không phải là người vợ gặp xui xẻo, mà bởi vì kiếp trước mình đã gieo nhân này thì kiếp này sẽ nhận được quả đó. Cũng có cặp vợ chồng rất hòa thuận, vợ chồng đối xử với nhau rất tốt, sẵn lòng vì nhau, nhưng mà người vợ lại không hòa hợp với mẹ chồng. Kỳ thực, đây là vì người vợ đã thiếu nợ mẹ chồng của mình ở kiếp trước. Nếu như giữa mẹ chồng và con dâu bất hòa cũng là điều do oan thân, chủ nợ ở kiếp trước gặp lại trong kiếp này. Bên nhà Phật giảng rằng, chấp nhận là có thể chấm dứt được nghiệp này. Cho nên, người vợ và người chồng đều nên về nhà giữ tâm bình tĩnh, chấp nhận người bạn đời của mình. Người phụ nữ được gả cho người đàn ông nào thì đều là mệnh của mình. Người mà hôm nay mình gặp đều là đã có trong mệnh rồi. Đều là nhân gieo trồng từ kiếp trước cho nên ngày hôm nay mới nhận được quả như vậy. Đàn ông cũng vậy, không nợ sẽ không đến. Cho nên trong gia đình, vợ chồng đừng nên trách mắng nhau bởi vì như vậy nợ kiếp trước chưa giải quyết xong lại tăng thêm nợ ở kiếp này. Tức là nghiệp cũ chưa hết lại thêm nghiệp mới. Hãy đối xử tử tế với nhau để hóa giải nợ kiếp trước.
Nhà Phật có câu, chúng sinh là bình đẳng, người chồng hay người vợ không phải là tài sản riêng của mình, chỉ là có một đoạn nhân duyên với mình ở kiếp trước, kiếp này đến để kết thúc đoạn nhân duyên đó mà thôi. Duyên tận, duyên tán, tất cả sẽ phân ly. Đừng oán trách người chồng hay người vợ của mình, mà hãy trả giá, bỏ công sức ra nhiều hơn, lặng lẽ giúp đỡ người kia nhiều hơn ngay bây giờ. Bạn chắc chắn sẽ nhận được quả ngọt, phàn nàn người khác cũng chỉ tự mình làm hại mình mà thôi. Câu chuyện một lời ước hẹn mấy đời làm tăng khó thoát tình duyên. Tôi và vợ tôi không phải người cùng một tỉnh. Khi tôi chán nản buồn bã đã quen được cô ấy. Sau này, trải qua bao nhiêu trở ngại, chúng tôi mới kết thành vợ chồng. Thời gian đó, chúng tôi đã vượt biết bao khó khăn. Trong tâm, tôi luôn cảm thấy mình nợ cô ấy rất nhiều. Cô ấy có tính hay dựa dẫm vào tôi. Nếu một ngày không nhìn thấy tôi, thì tâm thần bất an, đứng ngồi không yên. Tôi khai mở một số ký ức ở những đời trước. Vợ tôi cũng vì thế mà thường nói với tôi, kiếp trước em và anh rốt cuộc là có quan hệ nhân duyên thế nào? Anh không thể xem một chút sao? Tôi nói với cô ấy rằng điều này không thể cưỡng cầu được. Vào một buổi tối, tôi lại một lần nữa vượt qua không gian và thời gian của luân hồi, trở về hơn 1.000 năm trước, nhìn thấy được những ân oán giữa tôi và vợ. Trong kiếp đó, sau nhiều năm tôi xuống núi Vân Du, khi trở về chùa Vĩnh Hoa thì sư phụ đã viên tịch rồi. Bởi vậy chúng tăng trong chùa chọn tôi lên làm trụ trì. Không lâu sau đó tôi bắt đầu lập đàn giảng kinh tuyên dương Phật Pháp. Khi đó tôi chưa đến 30 tuổi, những người họ thường hay trêu đùa tôi là tiểu phương trượng. Cùng với ảnh hưởng được mở rộng, hương hỏa trong chùa ngày càng thịnh vượng. Khách hành hương, các tín chúng, những người hỏi đạo đến tôi đều không cự tuyệt. Một hôm, một nhà giàu họ Lý có việc đi qua chùa, ông dẫn theo người nhà, tiện đường liền lên núi thắp hương kính Phật. Khi uống trà nói chuyện thì biết được cả nhà ông đều kính phụng Phật Pháp hay làm việc thiện. Vì nghe nói tôi tu luyện trong Phật Pháp đạt được trình độ nhất định nên ghé vào thăm, thuận tiện cho chúng tăng một ít đồ cúng. Đi cùng còn có con gái của ông, dáng vẻ khoảng 16-17 tuổi, dung mạo đoan trang. Cô nhìn thấy những câu kệ tôi viết, liền cầm lên xem hồi lâu, rồi chợt hỏi chuyện một cách tò mò. Tôi khiêm tốn trả lời từng câu hỏi. Không lâu sau thì họ phải lên đường. Khi từ biệt, tôi mới phát hiện ánh mắt của Lý Tiểu Thư không rời khỏi tôi. Ánh mắt đó, từ trước đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc qua. Bỗng nhiên tôi thấy chấn động, tâm tư suy nghĩ bất định tự nhủ. Ta tu hành từ nhỏ đến nay, tự nghĩ định lực bản thân không hề nông cạn, làm sao trước nữ sắc lại thất bại thế này. Từ hôm đó, nhiều ngày, khi đã tọa không thể nhập định được, những suy nghĩ bất chính liên tiếp đến, dần dần phải qua thời gian dài mới có thể chế phục được tâm ma này. Từ đó, tu luyện trong Phật Pháp không dám có chút buông lơi nữa. Một năm sau, dưới núi có người vội vã đưa đến một bức thư. Thì ra là thư của Lý Viên Ngoại. Tôi vừa mở ra xem, mồ hôi lạnh liền toát ra, vội vàng niệm Phật hiệu. Trong thư, con gái Lý Viên Ngoại từ sau khi ở chùa về, không lâu sau thì ngã bệnh. Không còn cách nào chữa được, không tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Tiểu thư không nói, người nhà cũng không có cách nào. Sau này mới ít nhiều biết được là vì tương tư tôi nên thành bệnh. Nghĩ tôi là người trong Phật môn, chuyện này chẳng phải trò cười hay sao. Nhưng không biết làm thế nào, vì sức khỏe con gái ông càng nguy kịch, chỉ còn cách mời tôi từ bi xuống núi thăm con gái ông một lần. Việc cứu người là khẩn cấp, do đó tôi vội vàng thu xếp công việc và đồ đạc, rồi theo người đưa thư xuống núi. Sau nhiều ngày thì đến gặp được Lý Phủ. Lý Viên Ngoại trong lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy tôi đến bèn vui mừng ra đón rồi dẫn vào trong nhà. Dường như đã có người sớm báo cho tiểu thư, Viên Ngoại ở bên ngoài gọi tiểu thư, con gái, con xem ai đến này. Tiểu thư từ từ ngồi dậy khỏi giường, nét mặt ửng hồng, khe khẽ hỏi tôi, Cao Tăng, ngài đã biết rồi sao?
lời nói có vẻ mệt mỏi, cơ thể biểu lộ ra vẻ yếu ớt. Tôi vội vàng thi lễ, ra hiệu cô ấy không nên cử động nhiều. Sau đó tôi giảng giải về Phật Pháp, muốn cô ấy vượt qua chướng ngại tình cảm nam nữ, nhưng cô ấy tựa như nghe mà không nghe. Lúc sau hỏi tôi: Cao Tăng, kiếp này ngài và tôi không thể đến được với nhau ư? Tôi liền lập chưởng nói: Đúng vậy, tuyệt đối không thể được. Nước mắt cô gái lăn dài trên má. Một hồi lâu sau, cô ấy chỉ vào gói đồ trên bàn và nói: Hôm nay gặp nhau, không biết khi nào mới lại tương phùng. Tôi tặng cho ngài một bó tơ lụa làm đồ cung dưỡng, mong Cao Tăng nhận cho. Tôi ấp úng nói: Cái này... Dáng vẻ của cô ấy làm tôi không nỡ cự tuyệt. Vậy Bần Tăng xin nhận, cảm tạ nữ thí chủ, Bần Tăng xin cáo từ. Xin nữ thí chủ an tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đọc nhiều kinh Phật, sức khỏe sẽ sớm hồi phục. Thấy cô ấy lặng im, tôi liền quay người bước ra khỏi phòng. Cao Tăng, xin hãy thong thả. Tiểu thư ở phía sau lưng tôi gọi. Tôi quay người lại. Nữ thí chủ vẫn còn việc gì muốn nói hay sao? Ánh mắt cô gái lộ vẻ kỳ lạ. Nếu đời này ngài tu không thành thì sao? Tôi đáp lời cô ấy: Nếu đời này ta không tu thành, đời sau vẫn tiếp tục làm tăng. Nếu đã như vậy, dải lụa này xin làm tín vật, kiếp sau tôi lại lên chùa tìm ngài. Nói xong, tiểu thư quay người đi vào trong. Trở về chùa được 2 năm, nghe nói sau khi tôi rời khỏi đó không lâu, Lý tiểu thư đã qua đời trong sầu não. Việc này đã khuấy động đến cả một đời của tôi. Quả nhiên trong kiếp đó tôi tu không thành, chớp mắt đã đến đời sau. Tôi quả nhiên lại chuyển sinh thành hòa thượng, sau đó ở chùa Vĩnh Hoa tiếp tục làm trụ trì. Thấm thoát đã mấy năm trôi qua, đã lại đến Trung Thu, ngày thứ 2 là ngày hương hội. Buổi tối khi tôi đã tọa nhập định, bỗng nhiên trước mắt hiện lên một khoảng không rõ ràng, rồi xuất hiện công năng nhìn được tương lai quá khứ. Tôi biết được mình là phương trượng tiền nhiệm chuyển thế và cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra. Sau khi xuất định, chỉ biết than thở rằng định số đúng là định số. Ngày hôm sau, người đến hành hương rất đông. Đến trưa, nghe thấy bên ngoài cổng chùa có tiếng truyền vào, trong tâm tôi máy động. Đến rồi, cuối cùng cũng đã đến. Lát sau, các khách tăng dẫn người có dáng vẻ là quan viên đi vào đại điện. Lễ Phật xong, ở trong phòng khách mời tôi tiếp đón. Vị quan viên vừa nhìn thấy tôi, liền nhìn kỹ trên dưới, rồi không ngừng gật đầu. Quả đúng như thế, quả đúng như thế. Hai tay tôi hợp lại trước ngực. Xin hỏi đại nhân từ đâu đến, có việc gì ạ? À? Người đó bỗng như giật mình tỉnh giấc trả lời: Ta đến từ Trường An, vì con gái mà đến quý tự tìm người. Tôi nói: Tìm người ư? Trường An cách Vĩnh Hoa tự cả 100 dặm, làm sao có người cô ấy cần tìm được? Các khách tăng đều cảm thấy kỳ lạ. Là như vậy, người đó giải thích: Ta có một cô con gái, nó giống như viên minh châu trong tay vợ chồng ta. Chẳng mấy chốc đã đến tuổi kết hôn, rất nhiều người nó cũng thấy vừa mắt. Một hôm, nó mơ thấy chồng mình là người nơi cửa Phật, hơn nửa kiếp trước từng có ước hẹn. Cụ thể hiện giờ ở chùa nào, dáng vẻ ra làm sao, còn có tín vật làm chứng, nói rõ ràng mười mươi. Ta cũng là người tin Phật, mặc dù bán tín bán nghi, ta vẫn muốn đến trước để hỏi dò và nghe ngóng xem sao. Không ngờ, rất đúng với lời con gái nói, không sai chút nào. Các sư đệ bên cạnh nghe không lọt nữa, tức giận nói: Vớ vẩn, phương trưởng chúng tôi là cao tăng đắc đạo, sao lại có thể giống như lời ông nói được. Tôi đưa tay lên ra hiệu bảo họ đừng nói nữa, rồi đi vào nhà kho mở hòm gỗ của phương trượng tiền nhiệm để lại. Lấy ra gói đồ để lâu đã bị bụi phủ kín, cảm xúc dâng trào. Sau đó trở lại phòng khách, đặt gói đồ lên bàn, rồi nói với vị quan viên: Đây chính là tín vật mà con gái ngài nói, đó là di vật của tổ sư.
Lúc này, các tăng nhân trong chùa lại ngày càng đông, có người chen vào trong phòng, đứng không được liền chen lên cửa sổ, chen nhau mà thở, hiếu kỳ chăm chú vào mọi việc xảy ra ở đây. Vị quan viên nói, vậy thì ngài hãy mở gói đồ đó ra xem. Mọi người lần lượt hướng ánh mắt về phía tôi. Được rồi, tôi nhẹ nhàng mở gói đồ ra. Quả nhiên, nó là một bó vải lụa màu trắng. Mọi người đều ngạc nhiên. Bỗng nhiên, vải lụa đó phát ra ánh sáng nhạt. Các tăng nhân cùng tụng niệm Phật hiệu phủ phục xuống quỳ lại. Lúc lâu sau, mọi người mới giật mình tỉnh lại. Vị quan viên đó nói với tôi, nếu tất cả đều là sự thật, thì xin Cao Tăng thu xếp rồi cùng tôi lên đường vào phủ, chọn ngày để cùng tiểu nữ hoàn thành hôn sự. Con gái tôi kết hợp với ngài đúng là trai tài gái sắc. Cả đại điện bỗng chốc tĩnh lặng, mọi người đều tỏ ra vô cùng lo lắng. Tôi suy nghĩ một lúc rồi chỉnh lại tăng y, ngồi ngay ngắn trên chiếc bồ đoàn, trong tay lần chuỗi Phật châu niệm một đoạn Phật hiệu, nước mắt lăn xuống với dáng vẻ đau thương. Là nợ nghiệp kiếp trước, làm ta hai đời không thể giải thoát được, đành đứt đoạn từ đây, đợi đến khi đắc lại chính pháp vậy. Nói xong, tự mình làm tọa hóa mà rời đi. Tọa thiền cho đến khi viên tịch. Đây chính là quan hệ nhân duyên giữa tôi và vợ. Trải qua luân hồi nghìn năm trong đời này, chúng tôi đều sinh ra trong gia đình nghèo khó, nơi trần thế mênh mông này nối tiếp tiền duyên. Mặc dù xa cách nghìn dặm, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đến với nhau. Hơn nữa lại là duyên lành quy y Phật Pháp, buông bỏ tình, tiếp tục tu hành trong một pháp môn không cần xuất gia mà vẫn có thể tu thành. Vậy mới biết mọi sự trên đời đều là hai chữ nhân duyên.